Cái này là các anh chị đừng có nghĩ rằng là mình không có thành công được. Tất cả anh chị đây mình đều có cái tâm thức ở bên trong. Là do các anh chị chưa biết cách dùng thôi. Các anh Trong chị... con người mình có sức mạnh tiềm ẩn mà, đúng không ạ? Có nghĩa là nếu như một con người mà không có tâm thức của các anh chị thì các anh chị không có biết gì hết trơn á. Anh chị hình dung giống như là anh chị đang bị mất trí nhớ vậy đó. Mình nó giống như cái linh hồn vậy đó. Đấy, còn nếu mà không có cái tâm ở bên trong, nó giống như là một cái bộ máy mà không có điện, không có cái cấu ở bên trong để hoạt động á các anh chị. Nên là nếu như cái đứa trẻ nó sinh ra thì cái tâm thức của nó là gần như là một trang giấy trắng các anh chị. Cái tâm thức thì nó sẽ bao gồm hai yếu tố, đó chính là cái phần ý thức và phần tiềm thức. Thì tâm thức của anh chị thì nó có một cái chức năng, đó chính là nó sẽ tiếp thu kiến thức, nó giúp cho chúng ta thu thập thông tin, giúp cho chúng ta vận hành năm cái giác quan còn lại. Vậy thì câu hỏi đặt ra là những tâm thức của anh chị nó giúp anh chị tiếp thu kiến thức nè, các anh chị học nè, đấy. Và cái tâm thức của con người á, nó sẽ mạnh hơn những cái con vật. Đó là lý do tại sao mà con vật nó không có khả năng tiếp thu kiến thức, mà con người là người lại có cái khả năng tiếp thu kiến thức. Anh chị công nhận chưa? Đấy. Đó là do chúng ta có cái tâm thức ở bên trong, anh chị hiểu rõ không ạ? Và cái tâm thức này nó giúp các anh chị hoạt động năm cái giác quan ở bên ngoài. Ví dụ như là ý thức nói rằng là đưa tay lên, dạ đưa tay lên, đưa tay trái lên, đưa tay trái lên, hai tay giở vô, rồi giở vô, anh chị hiểu chưa? Là ý thức. Còn tiềm thức của các anh chị nó sẽ điều khiển cái gì? Nó điều khiển trái tim nè, những cái hệ thống mà nó khó đó. Ví dụ như là tim nè, máu huyết lưu thông nè. Bây giờ các anh chị nói là tim ơi đừng có đập nữa, nhưng mà nó vẫn đập nè, đúng không? Vậy thì có bao giờ anh chị đặt câu hỏi rằng là cái gì đang điều khiển cái hệ thống tim mạch của các anh chị? Cái gì đây? Cái gì đang điều khiển hệ thống tim mạch các anh chị đây? Đấy, thì đó là do cái tâm thức của các anh chị nó điều khiển. Và sinh vật bình thường á, nó cũng có tâm thức, nhưng mà cái tâm thức của nó không có mạnh bằng tâm thức của con người. Anh chị rõ chưa? Nên là nó không có khả năng tiếp thu kiến thức, nó không có tiếp thu được kiến thức giống như mình. Đó, thì mỗi loài vật á, thì nó sẽ có một cái giác quan mạnh. Ví dụ như con dơi thì nó phát triển cái giác quan là thính giác. Còn những cái con nào mà nó nghe tốt á thì cái con đó nó có thính giác mạnh. Thì con nào mà nó nhìn tốt á thì con đó nó có thị giác cao. Nhưng mà con người á con người thì sao ạ? Thì nó có cái tâm thức mạnh, được chưa? Anh chị hiểu chưa? Mỗi loài nó có một cái thế mạnh khác nhau. Ừ. Đấy, nên là loài người mới vô địch là bởi vì sao? Bởi vì loài người có trí thông minh. Đấy, loài người có cái tâm thức mạnh, mà cái tâm thức lại có khả năng tiếp thu kiến thức. Bởi vậy ta nói, để nên là duy nhất cái loài người có trí thông minh. Nhờ vậy mà loài người mới được là làm bá chủ thiên hạ đó. Đúng không? Trong cái trái đất này đâu có cái loài nào mà nó hơn mình được. Anh chị đừng có lo là cái gì không có thành công được. Các anh chị hãy thử, anh chị vô Sài Gòn, anh chị cứ đi vô mấy cái khu biệt thự. Vô cái khu biệt thự nó có nhiều căn không ạ? À? Nó có rất là nhiều căn. Và mỗi căn như vậy là một gia đình. Thì các anh chị suy ra rằng có rất là nhiều gia đình giàu có, đúng không ạ? À? Hoặc là các anh chị đến những cái trường quốc tế đó, mỗi một cái đứa con đi học như vậy là tốn biết bao nhiêu là tiền. Mà mỗi lần mà cái trường quốc tế nó tan học á, thì các anh chị hãy xem thử rằng là cha mẹ người ta lái ô tô tới đưa đón biết bao nhiêu là chiếc xe ô tô. Nên là người giàu rất là nhiều. Cho do là các anh chị không có thấy thôi. Ở đây là các anh chị đừng có nghĩ rằng là mình không có thành công được. Tất cả anh chị đây mình đều có cái tâm thức ở bên trong. Là do các anh chị chưa biết cách dùng thôi. Các anh chị hiểu mà. Giống như điện nè. Hồi xưa đâu có biết ai xài điện đâu, đúng không? Sau này có cái nhà bác học á, người ta tìm ra điện thì sau này mới chỉ cho các anh chị xài, anh chị mới biết đó. Chứ hồi trước đó đâu có ai biết dùng đâu. Vậy thì cái tâm thức các anh chị nó cũng giống như là một cái công cụ là điện vậy đó. Nó cũng không tốt mà nó cũng không có xấu. Xấu hay tốt là do các anh chị không biết cách xài. Các anh chị xài đúng á thì anh chị dùng điện á, mà anh chị dùng đúng á thì anh chị có ánh sáng để anh chị dùng, đúng không? Mà các anh chị dùng sai á thì anh chị giật te te, đúng chưa? Điện mà anh chị không biết cách dùng, anh chị chọt tay vô là anh chị giật te te. Vậy thì cái vấn đề nó là do điện hay là do anh chị không biết cách dùng, do gì đây? Và cái tâm thức các anh chị cũng vậy. Ok không? Không phải là nó không tốt. Không phải là nó cái tâm thức các anh chị nó không có tuyệt vời, mà là do hồi trước giờ các anh chị không biết dùng. Anh chị hiểu vấn đề chưa nè?